Và nối tiếp chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ thầy giáo Thanh Huy với một tiết mục rất ấn tượng. Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Nhân dịp năm học mới, xin gửi đến quý thầy cô, quý phụ huynh và tất cả các em học sinh một sáng tác của nghệ sĩ sáo Đinh Thiện, nhạc phẩm Trên đường chiến thắng. Xin chúc cho chúng ta chiến thắng được đại dịch và có một năm học mới thành công.